Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội thảo công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và đào tạo nhân lực lao động cho địa phương. Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh, trong những năm qua, vấn đề đào tạo nghề cho học sinh sinh viên được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, trên thực tế, hai năm vừa qua, tình hình lao động, việc làm của tỉnh đang có những biến động tiêu cực. Cụ thể như tình trạng học sinh học tiếp lên cấp học trên có xu hướng giảm, trong đó rất ít số học sinh không tiếp tục học cao đẳng, đại học, theo học nghề, mà đa phần là nghỉ để đi làm thuê tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Một số trường hợp vượt biên làm thuê, trong khi nhu cầu về nhân lực của tỉnh là rất lớn. Đây là những vấn đề rất nhức nhối, cần các ban ngành và các địa phương tích cực vào cuộc để tìm ra giải pháp, thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh và đào tạo nhân lực tại các địa phương. Báo cáo đề dẫn tại hội thảo đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện kế hoạch phân luồng học sinh, trong đó trọng tâm là những bất cập giữa quy mô giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông và thực trạng phân luồng học sinh hiện nay. Vẫn còn khoảng 2.600 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên năm chưa được huy động ra học trung cấp hoặc trung học phổ thông. Trên 3.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên năm không tiếp tục học trung cấp, cao đẳng, đại học và rất ít tham gia học nghề. Cơ cấu phân luồng học sinh cũng còn nhiều bất hợp lý. Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch phân luồng đảm bảo đến năm 2020, có trên 81% số thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 được học nghề trình độ trung cấp trở lên. Đến năm 2020, có trên 81% thanh niên 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và duy trì các tỷ lệ này đến năm 2025. Một số giải pháp trọng tâm đã được đưa ra như tuyên truyền thay đổi nhận thức về phân luồng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tạo nguồn học sinh có chất lượng tốt cho phân luồng đào tạo nhân lực, nâng cao hiệu quả tư vấn giáo dục hướng nghiệp, liên kết đào tạo nghề, đào tạo chất lượng cao. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã cùng thảo luận về một số vấn đề như nhu cầu về nguồn nhân lực của các ngành du lịch và nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các giải pháp để duy trì nâng cao số lượng, chất lượng giáo dục. Các đơn vị đào tạo, các trường cao đẳng đại học, trung tâm dạy nghề cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực. Công tác tư vấn du học cho học sinh góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hiện nay, đoàn viên thanh niên đang chiếm khoảng 20% dân số trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là lực lượng lao động chính trong mỗi gia đình và xã hội. Và với phong trào 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, trong năm 2017, tuổi trẻ Lào Cai đã đóng góp quan trọng vào kết quả giảm nghèo của tỉnh. Trong năm, các cấp bộ đoàn của tỉnh đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp phối hợp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho trên 21.000 đoàn viên thanh niên, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ, các hợp tác xã và mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Đặc biệt trong năm 2017, 100% các cơ sở đoàn đã tiến hành khảo sát, lập kế hoạch và giúp đỡ ít nhất một hộ thanh niên về vốn, kỹ thuật và cây con giống để phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Với vai trò xung kích của mình, tuổi trẻ Lào Cai còn đóng góp hàng vạn ngày công lao động, thực hiện duy tu sửa chữa và làm mới hàng trăm km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới và sửa chữa 16 cầu giao thông với tổng giá trị trên 7 tỷ đồng. Cùng với hàng loạt hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, năm 2017, tuổi trẻ Lào Cai đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức mục tiêu giảm nghèo của tỉnh. Thống kê của ngành nông nghiệp toàn tỉnh có 352 cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón. Số lượng và chủng loại phân bón trên thị trường còn quá nhiều, gần 900 loại tên thương phẩm, nên việc kiểm soát hậu kiểm về chất lượng phân bón khó thực hiện. Toàn tỉnh có 4 đơn vị vừa sản xuất vừa kinh doanh, 10 doanh nghiệp chuyên kinh doanh, nhập khẩu phân bón. Còn lại 338 cơ sở là các đại lý hộ kinh doanh cá thể với quy mô và mức độ khác nhau. Việc kinh doanh phân bón phân bố không đồng đều, có đến 70% cơ sở ở các địa phương vùng thấp. Ở khu vực vùng thấp, các cơ sở đều có cửa hàng cố định, có kho tàng, biển hiệu và thường kinh doanh đầy đủ các mặt hàng vật tư nông nghiệp gồm giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Cơ bản, các cơ sở chấp hành tương đối tốt các quy định của nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh, cung cấp sản phẩm phân bón kịp thời, đúng chủng loại đến với người sử dụng. Đối với các huyện vùng cao như là Bắc Hà, Mường Khương, Bát Sát, Simacai, Sapa, hệ thống các cửa hàng cung ứng còn rất hạn chế, chủ yếu là các hộ buôn bán nhỏ lẻ, mang tính thời vụ và hầu như không đăng ký kinh doanh cũng như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán.
Những năm gần đây, nhu cầu lượng phân bón trên địa bàn tỉnh sử dụng mỗi năm khoảng gần 200.000 tấn các loại, trong đó trên 180.000 tấn phân bón vô cơ và khoảng 20.000 tấn phân bón hữu cơ các loại và một số loại phân bón khác. Sáng nay ngày 12 tháng 1, trên đỉnh Phan Xipang đã xuất hiện mưa tuyết rơi. Đây là trận tuyết rơi thứ hai ghi nhận được tại Phan Xipang tính từ đầu mùa đông đến nay. Ghi nhận vào lúc 7 giờ sáng nay ngày 12 tháng 1, trạm khí tượng Sapa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tăng lên 2,8 độ C. Theo tính toán, các vùng núi có độ cao từ 2.500m trở lên, nhiệt độ vẫn ở dưới 0 độ C. Vào khoảng 8 giờ sáng nay, khu vực đỉnh Phan Xipang mưa chấm dứt, mây mù giảm, tạo điều kiện cho mưa tuyết hình thành. Mưa tuyết với cường độ nhẹ, thời gian kéo dài chỉ khoảng 5 phút, bông tuyết rơi thưa. Tất cả những người có mặt tại thời điểm đó đã òa lên vì thích thú. Được biết, đây là trận tuyết rơi thứ hai ghi nhận tại Phan Xipang tính từ đầu mùa đông 2017 đến nay. Trước đó, vào đêm ngày 18 tháng 12 năm 2017, không khí lạnh tiếp tục tràn về khiến nhiệt độ tại Sapa giảm xuống còn 3,3 độ C. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2017, thì trên đỉnh Phan Xipang đã xuất hiện mưa tuyết phủ trắng, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng. Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2017, huyện vùng cao Simacai có hiện tượng gia súc bị chết do chướng bụng, đầy hơi khi ăn cỏ voi, nhất là vào những đợt mưa dài ngày. Tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, bà con nông dân ở đây đã có một kinh nghiệm được thực hiện hiệu quả khi vẫn cho gia súc ăn thức ăn thô xanh mà không bị chướng bụng đầy hơi. Trong mùa rét, nông dân được khuyến cáo trồng ngô với mật độ dày làm thức ăn thô xanh cho gia súc. Tuy nhiên, trên thực tế, cây ngô có thân gióng, chứa nhiều nước. Những ngày mưa rét kéo dài, gia súc ăn thân cây ngô non chứa nhiều nước rất dễ bị hiện tượng chướng bụng đầy hơi. Nông dân xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng đã thực hiện phơi cây ngô héo bớt nhằm giảm lượng nước trong thân lá ngô. Làm theo cách làm này, gia súc ăn được nhiều mà không lo bị chướng bụng, dẫn đến đi ngoài phân lỏng. Bệnh bị dài ngày sẽ dẫn đến gia súc bị chết trong khi vẫn được ăn no. Thông thường, mỗi buổi sáng, nông dân chặt ngô về nhà, thái đoạn khoảng 10cm, phơi đến trưa hoặc chiều mới cho gia súc ăn. Giờ phải phơi héo héo đi, xong thì là lại mua lấy ít cám gạo đấy. Mình để nếu mà nó phân nó lằng loáng thì mình lại hòa cái cám gạo cho nó uống, không để nấu lên. Mình chăn được ngô thì cứ buổi tối lại cho nó mấy cân ngô đấy, xong đến tối đó cho nó ăn thêm thì nó mới có chất nhiều. Cũng qua quá trình chăm sóc gia súc, nông dân Trì Quang cho gia súc ăn thêm tinh bột là cám ngô, cám gạo, bột sắn, uống nước muối ấm là cách chống rét hiệu quả. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 4.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với các ngành nghề chủ yếu trong hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, công nghiệp và du lịch. Trong năm 2017, có trên 393 doanh nghiệp đăng ký thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn là 3.997 đơn vị, với tổng vốn đăng ký là 60.470 tỷ đồng. Cũng trong năm qua, các ngành chức năng đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 53 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đăng ký là 9.061 tỷ đồng. Hai dự án FDI với vốn đăng ký là 8,15 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn là 24 dự án, còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 550,2 triệu USD. Tỉnh Lào Cai cũng đã thực hiện cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trẻ Phong Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trẻ Thanh Bình theo phương án thoái toàn bộ vốn nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, vận động nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh, năm 2017 sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại trên địa bàn của huyện Văn Bàn đạt kết quả cao. Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, tập trung vào các lĩnh vực chế biến nông sản, lâm sản, khai thác vật liệu xây dựng. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 1.500 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 110 tỷ đồng. Bằng 117,6% kế hoạch tỉnh giao và bằng 108,2% kế hoạch huyện giao, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 23 trên 23 xã thị trấn đã sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó có 256 trên 268 thôn bản đã có điện, đạt 95,52%. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra các hiện tượng găm hàng, tăng giá bất hợp lý các loại hàng hóa. Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai, thành phố Lào Cai vừa tổ chức khen thưởng cho hai cán bộ chiến sĩ công an phường có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn bán pháo nổ.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 1, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Lào Cai đã bắt đối tượng Trần Hoàng Kiên, sinh năm 1984, trú tại tổ 17, phường Bình Minh, cùng tăng vật là 8 hộp, trọng lượng là 18kg pháo hoa. Với thành tích trên, Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai đã khen thưởng đột xuất cho hai cán bộ chiến sĩ công an phường Lưu Đại Dương và Phạm Ngọc Tú. Thành tích của các cán bộ chiến sĩ công an phường Lào Cai lập được ngay trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần. Một tấn gạo cùng nhiều phần quà như là chăn màn, quần áo, bát đĩa, súp, mì chính đã được đoàn từ thiện chùa Tân Hải, Đan Phượng, Hà Nội trao tặng cho bà con nghèo xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên. Đây thực sự là những món quà hết sức có ý nghĩa khi Tết đến xuân về. Với tấm lòng từ bi, sẻ chia khó khăn với bà con nghèo vùng cao xã Kim Sơn, đoàn từ thiện đã trao tận tay 100 hộ gia đình nghèo ở hai bản Nhai Thổ 1, Nhai Thổ 2, mỗi hộ 10kg gạo, 200.000 đồng tiền mặt cùng chăn, màn, quần áo ấm, bát đĩa, súp, mì chính. Trên tinh thần lá lành đùm lá lách của nhà Phật, thì sắp tới cũng là đón cái Tết Nguyên đán cổ truyền, thì nhà chùa cũng biết tin là nhân dân bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Vì vậy cái phần quà từ thiện nhà chùa bao gồm là chăn ấm, màn, rồi gạo và bát đũa và một phong bì tiền mặt để cho bà con mua sắm những cái trang thiết bị tối thiểu để phục vụ cho cuộc sống. Không chỉ đến trao tặng những phần quà có ý nghĩa, đoàn từ thiện của chùa Tân Hải Hà Nội đã đến thực tế tại các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao quà, thăm hỏi động viên các hộ gia đình vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.